đang phát sinh chào bạn. Sau đây Hải đang trực tiếp test cần Swan Gu, cần tay 6H Swan Gu. Độ dài 5m4 các bạn nhé. Chiều dài cần còn rất cứng. Trọng lượng của test là bằng cái mồi câu lục 3 gói, mỗi gói là 500g, 3 gói các bạn nhé. Để cho vào 500g, trọng lượng tổng trọng lượng của là 1,5 cân. Thì lắp máy các bạn nhìn độ cong của cần. Cần rưỡi nhấc bổng nhá, nhấc nâng lên hạ xuống các bạn nhé, nhấc bổng các bạn nâng lên hạ xuống chơi, nhìn các bạn nhé, nhìn độ cong cần nhá. Cong cần nhìn nhé, nhìn tí cho các bạn xem thế độ cong quá, cái cần rưỡi các bạn nhấc bổng lên cùng vớt. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.